Vâng, thầy chào các em. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục học qua cái phần định lý cosin trong tam giác. Đây là một cái định lý rất là quan trọng trong cái phần mà hệ thức lượng trong tam giác. Đây là cái nền tảng mà để giải quyết các cái bài tập về hệ thức lượng trong tam giác. Nếu như mà các em không nắm được cái định lý này á thì nó sẽ rất là khó khăn trong cái vấn đề giải một cái tam giác. Đồng thời khi mà các em đi vào cái lĩnh vực vật lý á, thì nó lại càng rắc rối nữa, bởi vì cái phần mà vật lý, nhất là vật lý lớp 12 á, thì nó lại liên quan tới cái định lý cosin này rất là nhiều. Đấy. Thậm chí là trong 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 các cái môn như là cái hình học thẳng hay là hình học không gian, nó cũng có cái định lý cosin này này. Cho nên thầy lưu ý các em là cái định lý cosin đó là sau khi mà thầy đã hướng dẫn các em chứng minh cái công thức của định lý cosin rồi đó, thì các em phải nhớ nha, cái công thức đó phải nhớ. Thì bây giờ chúng ta đi ngay vào cái bài học. Thì cái thứ nhất á là người ta cho cái tam giác ABC, cho tam giác ABC không vuông nghe chưa, tam giác này không phải là tam giác vuông nha, không phải là tam giác vuông nghe chưa. Có A là góc nhọn, góc A nhọn, và góc C nó lớn hơn góc B. Đấy. Thì bây giờ thầy sẽ vẽ cái tam giác ABC ra. Thầy sẽ vẽ cái tam giác ABC ra. Nên nhớ rằng cái tam giác ABC này là một cái tam giác bình thường thôi, chứ nó không phải là cái tam giác vuông nha. Đấy. Thì cái này là thầy cho là A, cái này thầy cho là B, cái này là thầy cho là C. Đấy. Góc C lớn hơn góc B và A nó là góc nhọn. Rồi như vậy thì người ta đặt tên cho cái tam giác ABC như thế này, các em phải 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 lấy làm quen hay chưa. Ví dụ như là đối với lại cái đỉnh C á, thì cái cạnh nó là C nhỏ, như vậy là cái giá trị của cạnh AB này là người ta đặt tên cho nó là có độ dài là AB này là bằng C nhỏ. Thì dĩ nhiên đối xứng với lại cái góc A là cạnh BC, thì cái cạnh BC á nó có cái số đo là C nhỏ. Rồi tương tự như vậy đối với cái góc B á thì nó có cả cạnh là B nhỏ. Như vậy thì ở đây thầy cũng ghi ra luôn là AC á thì là bằng B nhỏ. Rồi BC á thì bằng BC á thì là bằng A nhỏ chứ. BC nó bằng A nhỏ bởi vì nó đối diện với góc A. BC thì bằng A nhỏ, rồi AB là bằng C nhỏ. Rồi bây giờ từ C này thì kẻ một cái đường vuông góc, thì kẻ một cái đường vuông góc CD, thì kẻ một cái đường vuông góc CD vuông góc với lại AB, thì cái cạnh CD này này người ta đặt là D nhỏ, nó cạnh CD người ta đặt là D nhỏ. Như vậy đó thì các em biết là trong cái tam giác ABC như vậy đó, nó còn lại hai cái đoạn mà mình chưa biết. Như ví dụ chẳng hạn cho cái đoạn AD này là bằng bao nhiêu mình chưa biết, cái đoạn DB này bao nhiêu mình cũng không biết luôn. Mà mình không biết đó, thì mình cứ đặt nó là ổn vậy nha các em. Ví dụ như mình không biết thì mình cho nó là x đi, mình cho nó là x. Thì cái DB này á thì nó là bằng AB trừ cho AD, có phải là C trừ X không các em? Đấy. Như vậy thì tất cả các cái đoạn thẳng trên cái tam giác ABC đều có cái số đo của nó hết. Hiểu không? Đều có số đo hết. Số đo là A, số đo là B, số đo là C, số đo là X, số đo là C trừ trừ X. Như vậy thì nó có cái quan hệ làm sao giữa các cái đại lượng này và các cái góc A, góc B, góc C này, các em theo dõi nha. Bây giờ các em phải xét, các em xét
cái tam giác vuông C D B, C D B, C D B rõ ràng là nó vuông tại D đúng không? Vuông tại D. Thì cái định lý Pythagore cho các em là bình phương cạnh huyền, tức là A bình phương đúng không? Bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương các cái cạnh của góc vuông, tức là cạnh CD bình phương có nghĩa là bằng D bình phương. Cái cạnh DB bình phương có nghĩa là C trừ X là bình phương. Cái này thì thầy đặt là 1. Bây giờ thầy xét tiếp tới cái tam giác CDA, xét tiếp tới cái tam giác vuông CDA, nó cũng vuông tại D luôn. Thì cạnh huyền của nó là B, bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông, tức là bằng X bình phương cạnh cho D bình phương. Đây là cái biểu thức số 2. Cộng thêm nữa là bây giờ các em cũng là cũng trong cái tam giác CDA luôn này đó, thì các em lại có là cốt của góc A. Cốt của góc A nghe chưa? Cốt của góc A này. Thì cốt sinh á, thì mình lấy cạnh kề chia cho cạnh cạnh huyền, tìm sinh lấy đấu chia huyền, cốt sinh lấy cạnh kề huyền chia nhau. Như vậy là cái cạnh kề của nó là cạnh nào? Có phải cạnh kề với góc A là cạnh AD không? Mà AD chính là bằng X. Chia cho cạnh huyền là AC, mà AC chính là bằng B nhỏ. Cái đây là cái biểu thức số 3. Như vậy thì bây giờ thầy lấy cái đẳng thức số 2, đẳng thức số 3 thì thay vào 1 ha. Thì các em thấy này, 1 nè, nó tương đương với gì? A bình bằng D bình. D bình thì các em biết là D bình á thì nó lại là bằng B bình trừ X bình đúng không? D bình nè thì bằng B bình trừ X bình, B bình trừ X bình. Đấy. Rồi cộng cho, cộng cho C trừ X bình phương. C trừ X bình phương thì là cái gì? C trừ X bình phương thì có phải là C bình phương cộng X bình phương rồi trừ cho 2 lần C, C nhân với X không? Trừ cho 2 lần C nhân với X. Mà X á thì có phải là bằng B cos A không? Đấy. Từ 3 này các em biết là X là bằng B cos A. Bây giờ thầy nói lại nào, A bình phương viết lại nè, D bình phương thì các em viết là B bình phương trừ X bình phương, B bình phương trừ X bình phương cộng cho C trừ X bình phương. C trừ X bình phương là bằng C bình phương cộng X bình phương rồi bằng trừ cho 2 lần CX, mà X là bằng B cos A. À, nó rất là đơn giản thôi. Như vậy thì ta nhanh chóng rút gọn mấy cái này đi. Đấy. Như vậy thì các em có là A bình phương nè bằng B bình phương nè cộng C bình phương nè trừ cho 2 lần BC cos A. Đây là cái định lý cosin. Đây chính là cái định lý cosin. Bình phương của cái cạnh cạnh A này, tức là bình phương của cạnh BC này. A bình phương bằng B bình phương cộng C bình phương trừ cho 2 lần BC cos A. Các em cũng lý luận tương tự y như vậy đối với lại B bình phương, đối với lại C bình phương. Thấy không? Các em lý luận y như vậy thì các em sẽ có được là, thầy tóm lại thì sẽ có là cái đây là định lý cosin nè. Định lý cosin nè. À, thì nó là A bình phương á thì nó sẽ là bằng gì? A bình phương nó sẽ là bằng B bình phương cộng C bình phương trừ cho 2 lần BC cos A. Tương tự như vậy B bình phương, B thì nó bằng C bình phương cộng A bình phương thì là trừ cho 2 lần CA. CA AC cũng vậy. Rồi cos B. Thì các em thấy rằng thấy đây là A nhỏ thì đây là cos A lớn, đây là B nhỏ thì là cos B lớn, vậy thôi. Tương tự như vậy C bình phương á thì có phải là bằng A bình phương cộng B bình phương không? Rồi trừ cho 2 lần AB. C thì là cos C. Đây chính là định lý cosin của cái tam giác. Đây chính là định lý cosin của tam giác. À, nó đơn giản như vậy thôi. Đấy.
Thì nói tóm lại là cái định lý cosin á, là các em chỉ cần thuộc một công thức này thôi, nghe chưa, rồi các em suy ra hai công thức còn lại, chứ cũng không có cần mà các em phải thuộc cả ba công thức, bởi vì nó cũng vậy thôi. Ví dụ như là ví dụ bây giờ thầy vẽ đại ra một cái tam giác thì làm thử cho các em thấy nha, nghe chưa. Bây giờ thầy cũng không có cần phải sử dụng cái hình này nữa, bây giờ thầy bỏ hết cái này đi. Đấy, các em chỉ cần nhớ cái định lý cosin như vậy là được rồi. Ví dụ như thế này, thì cho ngay một cái ví dụ áp dụng luôn đi. Tính các cạnh và các góc chưa biết. Tính các cạnh, các góc chưa biết nha, của tam giác ABC, của cái tam giác ABC như cái hình vẽ. Thì cái tam giác ABC đó là nó như thế này, cái tam giác ABC đó như thế này. Người ta cho là cái cạnh AC này á, có độ dài là 18. AB người ta cho cái đơn vị độ dài của nó là 14. Người ta cho góc A này á, nó là bằng 62 độ. Rồi, cái đề bài toán nó chỉ bao nhiêu vậy thôi. Và người ta yêu cầu các em là hãy tính các cạnh và các góc chưa biết của cái tam giác ABC. Như vậy là cái cạnh nào chưa biết, các em thấy rằng ba cạnh thì hai cạnh này biết rồi, chỉ còn cái cạnh này thôi. Cái cạnh này chưa biết, mà cái cạnh này là đối diện với góc A cho nên nó là A nhỏ nha, mình chưa biết. Rồi dĩ nhiên là cái góc B mình cũng chưa biết luôn, cái góc C mình cũng chưa biết luôn. Như vậy thì cái đi cần tìm là A nhỏ nè, và góc B nè, và góc C. Đấy, nó rất là đơn giản thôi. Thì bây giờ các em xem thầy áp dụng cái định lý cosin này như thế nào để giải một cái bài toán như thế nào. Thì bây giờ đi tìm cái cạnh A nhỏ này nè, thì thầy biết là bình phương cái cạnh này là A bình phương này, thì bằng B bình phương cộng C bình phương, đối diện với góc B thì là B, thì là cạnh là B, đối diện góc C là cạnh là C. Thì A bình phương nó là bằng B bình phương cộng C bình phương trừ cho 2 lần BC rồi cos A. Các em thấy là nó có đầy đủ hết, B có rồi, C có rồi, cái góc A có rồi. Vậy các em chỉ cần thế vô thôi. B bình thì có phải là 18 bình không? Cạnh cho C bình là 14 bình trừ cho 2 lần 18 nhân 14. 18 nhân 14 nhân cho cos A mà A là bằng 62 độ, là cos của 62 độ luôn. Đấy, từ đây các em dễ dàng suy ra là A. Thì ở đây thầy cũng đã tính được là A bình phương á thì tính ra được là bao nhiêu. A bình phương là 283,38. 283,38. Và các em căn ra đó thì nó sẽ là 16,83. Rồi, các em có được cái độ dài của cạnh BC là bằng 16,83. Bây giờ như thế này các em, bây giờ đi người ta bảo mình đi tìm góc B và tìm góc C, thì như vậy thì thầy sẽ hướng dẫn cho các em đi tìm. Dĩ nhiên là trong hai cái góc này các em chỉ cần tìm một góc thôi,
không? Tìm góc B cũng được, tìm góc C cũng được, tùy, hiểu không? À, thì có góc B rồi, đương nhiên góc C mình suy ra thôi. À, thì bây giờ đi tìm cái góc B, ví dụ như chỉ tìm góc B, cái góc B thì nó lại liên quan tới cái cạnh B, B nhỏ. Như vậy thì các em viết là làm cái qua thị đi nha. Bây giờ các em có là B bình phương thì bằng gì? B bình phương thì bằng A bình phương cộng C bình phương. A bình phương cộng C bình phương thì trừ cho hai lần AC của B, đúng không các em? Đấy, thì nó là công thức này thôi. Ở đây B bình phương là bằng A bình phương cộng C bình phương trừ cho hai lần AC của B. Mà cái bây giờ đó là mình đi tìm cái, mình đi tìm cái góc B. Như vậy thì các em rút cái cos B ra ngoài cho thầy. Rút cái cos B ra ngoài cho thầy. Thì cos cùng các em đưa nguyên cái này qua bên kia thì có phải là A bình cộng C bình trừ B bình không? A bình cộng C bình trừ cho B bình. Rồi chia cho cos B thì còn lại là 2A AC. 2A AC. Rồi, nó đơn giản vậy thôi. Rồi tới đây thì các em lại thế số vô thôi. Em thế số vô nè. A bình phương, A bình phương là 283.38. 283.38. 283.38 trừ cộng cho C bình phương. C bình phương tức là 14 bình phương. Trừ cho B bình phương tức là trừ cho 18 bình phương. Đúng không? Rồi chia cho hai lần A, A vừa rồi là 16.83. Nhưng với lại C, C là 14. Đấy, thì các em chỉ việc là thế số vô thôi. Thì cái này là các em bấm máy nó ra bao nhiêu nè. Thì ở đây thầy đã bấm máy nó ra là 457. 457 chia cho 1386, chia cho 1386. Đấy, thì cos B như vậy thì B nó là như thế nào thì các em dùng Casio thôi. B là cos của trừ 1 nha. Rồi các em nhập vô vậy thôi, 457 chia cho 1368, à 1386. Thì thầy tính ra góc B nó là 70.74 độ. 70.74 độ. À, cái này là một cái điểm nhỏ mà thầy lưu ý các em nha. Khi mà thầy các em bấm máy ra đó thì nó ra con số này. Nó ra là 70.74 vậy thôi. À, 70.74. Mà các em biết rằng là một độ nó chỉ có 60 phút thôi. Mà tại sao nó là 70.74? Thì các em không được để là các em phải viết là 70.74 độ. Chứ các em không thể viết là 70 độ 74 được. Cái điều này nó sai về mặt toán học hay chưa? Tức là 0.74 này làm sao nó là tức là 0.74% của một độ. Đấy. Nghe chưa? Đó là cái chỗ này các em viết là 70.74 độ thì nó mới đúng. Rồi, thì từ đó thì các em ra là C thì có phải là 180 độ trừ cho A cộng B không? À, thì cái này thì các em làm, thầy làm rồi các em lại nghĩ là thầy không tin tưởng các em nữa. Rồi, và như vậy đó thì thầy đã giải quyết. Thì đã giải quyết cái bài toán áp dụng cái định lý cosin này. Thì như vậy thì trong cái định lý cosin á thì nó có một cái hiệu quả. Nhưng mà thực sự ra thì trong sách giáo khoa thì nó để, nhưng mà thực sự ra thầy dạy trên lớp thì thầy không có viết ra làm gì. Bởi vì là nó đã có sẵn như thế này rồi, bây giờ viết ra chi nữa, nó đẻ ra một cái công thức, ba cái công thức nữa rồi. Thì làm cho các em lại rối đi, thấy không? Ví dụ như người ta nói như thế này, nó là hệ quả nha, hệ quả các em mở sách giáo khoa ra các em coi. À, hệ quả người ta ghi như thế này. À, hệ quả này, cos A là bằng B bình cộng cho C bình trừ cho A bình chia cho hai lần BC. Rồi tương tự như vậy, rồi cos B, rồi cos C. À,
thầy không có muốn viết ra đây một tí nào hết, mà thầy cũng không muốn các em phải học thuộc chi ba cái tào lao này, bởi vì nó đã có sẵn ở trên cái định lý cô xin rồi, mà càng gì mà phải đi thuộc cái này đấy. Các em lưu ý nha, tức là chỉ cần nhớ cái định lý cô xin này thôi, còn hiệu quả của nó ra cos A cos B cos C thì các em rút ra thôi, các em rút từ công thức này nó ra thôi. Cho nên nó là nó hạn chế bớt những cái không cần thiết mà buộc mình phải nhớ đó, cái đó các em không cần thiết phải nhớ. Bây giờ thầy sẽ chỉ cho các em giải một cái bài toán nữa trước khi mà kết thúc cái bài học hôm nay, thì thầy sẽ hướng dẫn cho các em giải một cái bài toán này, nó cũng rất là thú vị. Thầy sẽ để cái định lý cosin đó nha, và thầy sẽ xóa cái này đi, để thầy chép cái điều, bỏ luôn cái hiệu quả này luôn. Người ta in, người ta in, đó là cái việc của người ta, còn các em là dĩ nhiên là các em nhớ được thì tốt quá, nhưng mà thầy sợ là các em nhớ chứa đầy quá rồi trong cái đầu rồi tới chừng nó kiểu như cái đầu của mình nó cũng như là cái máy vi tính đó, mà cái memory nó đầy lên thì cái máy nó sẽ chạy chậm, cái đó là cái chắc rồi, thấy không? Các em nhớ ít thôi, nhớ những cái còn nhớ thôi. Thầy khuyên các em như vậy. Bây giờ ta sang một cái bài toán tiếp theo, tức là cái ví dụ 2 đi. Cái ví dụ 2 nó như thế này nè, tức là cho tam giác ABC, có BC, có cạnh BC đó thì bằng A nhỏ, cạnh AC thì bằng B nhỏ, đúng không? Rồi cạnh AB bằng C nhỏ. Người ta yêu cầu mình chứng minh rằng A nhỏ là bằng B nhỏ cos C, B nhỏ cos C cộng cho C nhỏ cos B. Đấy, người ta chỉ yêu cầu như vậy thôi. Người ta chỉ yêu cầu mình chứng minh như vậy thôi. Yêu cầu chứng minh cái này. Rồi, các em đạp đề một tí đi, rồi các em động não một tí đi. Thầy sẽ hướng dẫn các em giải nha. Đây là một cái dạng là nó vận dụng cao trong cái bài về định lý cosin. Thì bây giờ các em thấy như thế này nè, các em để ý là cái vế phải của nó nè là có cos C và cos B. Như vậy thì cos C thì nó phải đi với cái gì? Cos C thì nó phải đi với C bình phương, đúng không? Cos C thì nó phải đi với C bình phương. Thì cái này như thế này, các em biết là C bình phương nè thì có phải là bằng A bình phương cộng B bình phương trừ cho 2 lần AB cos C không? Đấy. Rồi bây giờ cos B thì phải đi với B bình phương. Như vậy thầy viết ra là B bình phương luôn. B bình phương thì có phải bằng C bình phương cộng A bình phương trừ cho 2 lần AC cos B. Đấy. Thầy dứt khoát là thầy không có sử dụng cái hiệu quả, thầy chỉ sử dụng định lý cosin thôi. Thì các em biết là B cos C, các em khoanh cái đó lại cho thầy bằng một cái màu phấn khác nha. B cos C thì có phải là cái này không? Rồi C cos B thì có phải là cái này không? Thì các em rút hai cái này ra thôi. Em rút như sao? Ta thầy để luôn vậy thầy rút nha. B cos C này bằng nè. Như vậy là thầy
chuyển cái này qua thì cái này bên phía phải nó còn lại là A bình cộng B bình trừ C bình. A bình cộng cho B bình trừ cho C bình. Đấy, A bình cộng cho B bình trừ cho C bình. Đưa cái này qua rồi thì giữ cái B có C còn lại thì cái 2A này nó ở dưới bấy nhiêu là xong. Rồi, bây giờ tới cái biểu thức ở dưới này nè. Các em giữ C cos B lại cho thầy. C cos B lại cho thầy. Đấy, thì cũng tương tự như vậy, nó là A bình cộng C bình. A bình cộng C bình trừ cho B bình. Chia cho gì? Chia cho 2A, đúng không? Rồi, thì bây giờ cái này nó cộng thì bây giờ mình cũng cộng lại thôi, đúng không? Như vậy thì là A nhỏ nè là bằng nè B cos C cộng cho C cos B. Nên nhớ rằng B nhỏ là độ dài cạnh, còn B lớn là cái góc nè, cái giá trị của cái góc. À, các em nhớ vậy không? Thì các em cộng hai cái vế phải lại, hai cái vế trái cộng lại thì hai cái vế phải cộng lại, mà hai cái vế phải cộng lại các em thấy rằng nó rất là nhẹ nhàng bởi vì nó cùng mẫu là 2A. Như vậy thì có phải là mình để ở dưới này là 2A không? Mình để dưới này là 2A. Rồi ở trên mình cộng tử lại thôi. Cộng tử lại thì để y vậy các em cộng nè. Trừ C hình phương cộng C hình phương hết nè. Cộng B hình phương trừ B hình phương hết nè. Như vậy thì nó còn lại là A bình cộng với A bình là 2A bình. 2A bình. 2A bình mà chia cho 2A thì dĩ nhiên lại được còn A thôi. Rất là đẹp. Đúng không? Thấy không? Đấy. Như vậy thì cái đẳng thức này được chứng minh. Đúng không các em? Đấy. Thì đây là một cái dạng toán điển hình mà các em sẽ gặp rất nhiều trong những cái phần sau. Thì các em sẽ gặp cái này rất là nhiều. Thì mà dù người ta có ra như thế nào đi nữa thì các em cũng vẫn giữ cái nguyên tắc mà như thầy căn dặn, để thì đảm bảo là các em giải được hết, không có cái vấn đề gì mà phải lo lắng cả. Rồi, như vậy thì cái bài học định lý cosin tới đây thì tạm dừng ở đây. Thì trong cái buổi học sau á thì dĩ nhiên là mình sẽ học tới định lý sin. Định lý cosin rồi thì để tới định lý sin. À, thế cái định lý sin xong rồi thì mình sẽ học tới hệ thức lượng trong tam giác. Rồi, thầy chào các em nha.